Hậu nương nương về cung, muội đã phái người đi báo với Vũ A Ca và Du Phi nương nương để có nhiều người tiếp ứng. Đa tạ. Ta hầu hạ hoàng hậu nương nương từ tìm để cho tới giờ, ngươi là cái thá gì chứ? Cứ ngồi như vậy sao? Tìm người này đã bị đài đã biên hủy, nhưng lại gặp ở đây, thật là khiến ai gia thấy chạnh lòng quá.